Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với No 2. Hôm nay mời các bạn cùng Tùng đi test cái mã sản phẩm là Godox 868D+. Tất cả cái full bộ chúng ta đây nhé các bạn nhé, gồm một tay khò này, một tay hàn, ba cái đầu đỡ, một cái đầu gác tay. Cái dòng này khi gác thì nó sẽ ngắt nhé, nó có lâm châm, nó gác nó sẽ ngắt. Và một cái giá để đỡ tay hàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test. Cái mã này hiện tại là 1.290.000. Các bạn cần mua có thể bấm máy con mình theo số là 0906010103 nhé. Dùng cả hai chức năng một lúc được. Ở đây nó có một cái cổng USB này các bạn nhìn này. Cấp ra 5V và 1A. Hai màn hình của khò hàn tách biệt nhau. Ngoài khò hàn thì ở lô 2 có rất nhiều cái tool sửa chữa khác như thiếc, mỡ, nhựa thông, tô vít. Máy cấp nguồn đa năng rất nhiều, các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc là cứ Zalo cho mình theo số 0906 cho nhanh. Chúng ta sẽ test từng chức năng một các bạn nhé. Giá cả phải chăng, chúng ta sẽ được cả khò cả hàn, cả một cái nguồn 5V. Đầu tiên thì chúng ta test trước cái chức năng cấp ra cái nguồn 5V bằng sạc điện thoại các bạn. Xem nó có sạc được không. Đây sạc này các bạn. Vẫn ở chế độ sạc nhanh được các bạn này. Thử lại cho các bạn lần nữa. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ test ở chế độ máy hàn, bật lên và chờ nó nóng. Ở đây nó hiển thị nhiệt độ cho chúng ta luôn. Chúng ta chiết áp điều chỉnh max ở đây là 480 độ C. Phải chờ nó nắng lên một chút. Còn đây là màn hiển thị của máy khò, công tắc sẽ ở bên này. Chúng ta có chiết áp gió và chiết áp nhiệt. Linh kiện thay thế cho dòng này thì ở No 2 rất sẵn, từ tay hàn đến tay khò. Vì vậy là có lỗi kỹ thuật gì thì chúng ta hoàn toàn có thể mua về chúng ta thay thế. Một cách rất đơn giản là rút ra cắm vào như này thôi. Đó, gần nóng rồi. Gần 400 độ rồi các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Lắng chảy rất đơn giản một mối hàn. Đó là Tùng còn đang dùng cái mối hàn nhỏ, không phải lưỡi hàn dao. Đây các bạn thấy chưa? Thiếc chảy rất ok đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ test cái chức năng máy khò. Bây giờ mình sẽ để cả hai chế độ mình bật lên nhé. Đấy, vẫn dùng cả hai chế. Ui giời, suýt chưa cháy mấy cái vi trường. Vẫn dùng cả hai cái một lúc ok các bạn nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt. Ở đây gió đây thì tùy các bạn. Dòng này nó có lâm châm dưới này. Khi các bạn vặn đủ thì các tay đây nó sẽ ngắt. Còn bây giờ mình chưa vặn đủ, các cái lâm châm nó sẽ không có cái tính hút của nó và nó không ngắt. Nhiệt bên này và gió bên này nó có 8 mức. Lúc trước thì mình nói nhầm. Nhiệt ở bên tay trái này các bạn này, chúng ta điều chỉnh được lên 500 độ. Và gió thì chúng ta điều chỉnh được lên mức 8. Gió nhiệt thì các bạn cứ khò dần nó quen và các bạn điều chỉnh thôi. Thì không có cái gì gọi là quá phức tạp cả. Chúng ta sẽ test qua nhé. Cũng phải đợi nó nóng lên đã. Ok rồi. Đấy các bạn. Thoải mái nhé. Vì nâu mình không khò hàn, mình không có mỡ để cho vào cho nó chảy nhanh hơn. Tận đấy lại rơi vào chân đấy. Rất ok. Với giá 1.290.000, combo một bộ khò hàn và cấp nguồn 5V là rất hợp lý rồi. Cảm ơn các bạn. Muốn nhanh thì các bạn tăng gió lên, và tùy từng linh kiện và các bạn cho mỡ khò mỡ hàn vào thì nó sẽ ra nhiệt nhanh hơn.